Dạ, đây cái này để em quay phần 2 các cô chú anh chị. Cái này vô phần 2. Phần 1 nãy đang quay tự nhiên cái cập nhật phần mềm Những cái đứt bà cái clip luôn rồi. Rồi, em xin giới thiệu lại. Đây là cái uh, mã số tiếp theo, đây là cái uh, chớp tiền đỏ các cô chú anh chị. Chớp tiền đỏ này nha các cô, cô chú anh chị. Tiền đỏ. Dạ, và dạ, còn đây là mặt hoa của chớp tiền xưa. À, mặt hoa của chớp tiền xưa. Cái nào cũng là tiền hết nha các cô chú anh chị. À, ai muốn có tiền nhiều, tiền đỏ, tiền xưa gì thì cứ alo cho em. Dạ, và dạ, tiếp theo là cái 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 hình cây của chớp tiền chớp chớp tiền xưa. Đó, cái cây này rất là lực, rất là khỏe, đang lên một mầm, Đó, đang lên một mầm gốc và đang chuẩn bị lên thêm một mầm nữa. Cô chú anh chị mình thấy không? Đó, nó đã sát tháng trưng rồi, trong vòng một tuần nữa thì sẽ có nhú thôi. Đây, mã tiếp theo, mã số 11 1000k các cô chú anh chị, mã số 11 1000k cho cộng chớp tiền xưa này cao hơn 30 cm. Đó, rất đẹp, rất lực. Đó, rễ ấm chậu. Rất đẹp nha các cô chú anh chị. Dạ, và dạ. tiếp theo đây là mã số 12 các cô chú anh chị. Mã số 12 của chớp uh, tiền đỏ. Chớp tiền đỏ. Chớp tiền đỏ mã số 12. Đó, uh, 1500k cho chớp tiền đỏ. Chậu này cũng rất là đẹp nha các cô chú anh chị. Rất lực. Cây mướt mượt. Đó. Uh, ba thân. Đó, hai, hai thân lớn một thân nhỏ còn cái mắt ngủ bên đây là chuẩn bị lên luôn rồi các cô chú anh chị tầm sâu ở trong quá nằm ngay đây chuẩn bị lên nó đưa ra ngoài luôn rồi cái này khoảng chừng tuần nữa là mình thấy cái cái mầm lên rồi chớp tiền đỏ nha các cô chú anh chị một cái chậu rất là đẹp tiền xưa và tiền đỏ mã số 12 Dạ, tiếp theo đây là một cái mặt hoa rất to và rất đẹp nữa em muốn giới thiệu đến các cô chú anh chị mình đó là cái mặt hoa là pháo đại nghịch à, cái tên nghe cũng hấp dẫn pháo đại nghịch một cái mặt hoa rất đẹp nha các cô chú anh chị chụp cánh chụp lưỡi à, chụp rất đẹp mà cánh bông cái 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 cánh hoa nó cũng rất là đã dạ và đây là cái hình cây thực tế các cô chú anh chị mã số 13. pháo đại nghịch 2.300k nha các cô chú anh chị Thì tình trạng cây này Cây này cây này là cái cây mới trồng lại 4 ngày à, Tình trạng cây là đang có một cái mầm gốc à, Đã lên được khoảng một xăng rồi à, Còn đây là một cái mầm gốc nữa là vừa mới nhú ra à, Đó đẹp chưa các cô chú anh chị cây này tình trạng cây thì à, à, cao khoảng à, 30 cm cái lá này thì à, nó bị à, dập nhưng mà nó không sao nó không sao tại cây này là cây cũng đã đứng ngọn rồi các cô chú anh chị cây này đã đứng ngọn nên là cái lá này nó chỉ hơi xấu chút xíu nhưng mà vẫn không sao chủ yếu là bây giờ mình nuôi để mình lấy lại cái dàn con à, giờ cái dàn con này thì đang lên hai mầm rồi À, một cái mầm đã lú ra một một 1 cm, còn một mầm còn lại là đã mới vừa nhú ra, rễ à, cũng đang chớm ra. À, pháo đại nghịch. Pháo đại nghịch nha các cô chú anh chị. Mặt hoa rất đẹp. Mã số à, mã số là mã số. Mã số 13, 2300k các cô chú anh chị nha. Dạ, tiếp theo thì à, em xin giới thiệu đến các cô chú anh chị mình À, là một cái mặt hoa à, dòng à, chớp chuồng, à, một cái mặt hoa đẹp nhất trong các dòng chớp chuồng, đó chính là chuồng ớt, à, chuồng ớt này là cái cái lưỡi đỏ nha, nền hồng nha các cô chú anh chị, à, còn chớp chớp cánh đó, là là chớp tím, à, một cái mặt hoa là à, chớp đẹp nhất trong các dòng chớp dòng chớp của dòng, dòng chuồng À, chuồng ớt Ở mặt hoa đẹp lắm nha các cô chú anh chị giờ đây là cái hình cây à, của chấp chuồng à, chấp chuồng à, chuồng ớt chuồng ớt mã số 14 các cô chú anh chị mã số 14 1800 k thì tình trạng cây là cao khoảng 12 cm cây thì mới trồng hồi hôm hmm. À, cái này mà các em gửi cây á, thì à, em gửi cây thì em sẽ lấy ra. À, cô chú anh chị nào mình mà 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 mình không có thời gian trồng thì em để về em gửi luôn vẫn vẫn được, vẫn ok. À, em trồng em đã bón lót ở dưới phân hết sẵn hết trơn rồi. Cái này giờ chỉ có tưới nước là là là, là chờ cây nó 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 ra rễ với nó bật mầm gốc thôi. À, cây rất là mướt nha các cô chú anh chị, cây đẹp. 1.800k cho mã số 14 chuồng ớt nha các cô chú anh chị đẹp lắm mặt hoa là, là em quay rồi đó quá đỉnh và tiếp theo đây cũng là một cái cộng chuồng ớt mã số 15 nữa các cô chú anh chị mã số 15 chuồng ớt 1.800k đó cây này thì cao khoảng 10 13 14 cm gì đó cây này thì còn đi ngọn các cô chú anh chị còn đi ngọn mà em nghĩ chắc nó cũng sắp đứng à tại cây nó mất sức mà cái này nó cũng mới trồng à. chậu 13 như 14 ô 14 15 này thì hai chậu này mới trồng ngày hôm cây đẹp mướt mã số 15 1800k à, chuồng ớt mặt hoa đẹp mà cây cũng đẹp nữa nha các cô chú anh chị Dạ, và tiếp theo một cái mặt hoa mà em muốn giới thiệu đến các cô chú anh chị mình Đó là mặt hoa pin tròn nha các cô chú anh chị Pin tròn Đó, mặt hoa này rất đẹp nha các cô chú anh chị Màu sắc rất đậm, rất đậm đà Rất đẹp Dạ, đây là cái hình cây của cây pin tròn Pin tròn mã số 16 Mã số 16 700k các cô chú anh chị Mã số 16 700k À, đây là cái 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 cây pin tròn thì có một mẹ một con này hai thân à, cái này là hàng thuần chậu nha các cô chú anh chị hàng thuần chậu pin tròn mã số 16 700k các cô chú anh chị ngày số tàu làm gì làm giống các cô chú anh chị dạ và tiếp theo, tiếp theo đây là mã số 10, uh, 17, các cô chú anh chị, 17, 700K. 17, 700K, thì đây, à, đây là cái kia, đây là cái kia uh, nha các cô chú anh chị. Cái kia, cái kia này dài khoảng uh, độ 6cm các cô chú anh chị. Cái thân mẹ này thì hết mắt rồi, không còn ý nghĩa gì hết á. Mấy mầm góc ăn hết rồi, giờ còn có cái kia vậy thôi, có cái kia vậy thôi. Đó, bên tròn. Mã số 17 là 700k. 16, 17 là pin tròn nha các cô chú anh chị. Đồng giá là 700k. Và tiếp theo đây là mã số 18, 350k cho cây chanh trao, chanh trao lá biên. Đây là cũng là một dòng chơi thân lá, hàng thuần chậu các cô chú anh chị. Mình chơi thân lá nha các cô chú anh chị. Tại cái này là trao, trao nâu hay là trao vàng gì đó là là không biết chính xác mặt hoa nên em không thể nào mà mà, mà đưa mặt hoa ra à, được. À đây là chỉ bán à, cho các cô chú anh chị mình nó về à, là à, chơi thần lá là chính. À. Mã số 18. Và dạ, tiếp theo, em xin giới thiệu với các cô chú anh chị mình, đây là một cái cái mặt hoa nữa, đây là cây mê công. Đây cũng là mã số cuối cùng ở cái clip bán hàng ngày hôm nay nha các cô chú anh chị. Đây là mặt hoa của cây công Và đây. Đây là hình cây thực tế của cây công Mã số 19. 750k các cô chú anh chị. 750k cho cái, cái chậu Dendro à, 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 công Đây là một cái chậu à, cũng là lá biên. À, lá biên vàng luôn nha các cô chú anh chị. Đây cũng là một dòng chơi thân lá. À, vừa chơi thân lá mà vừa chơi hoa luôn. À, cái mầm nó rất là là... là mầm nó rất to nha các cô chú anh chị rất khỏe đó. lá đã đây là một vòng chơi thân lá nha các cô chú anh chị thân lá luôn bông nó cũng chớp luôn bông vừa rồi em đã cho các cô chú anh chị mình xem rồi đấy đây cũng rất là là nhại con đây cái mầm gốc đang chuẩn bị lên mầm gốc đang chuẩn bị lên đó. bên đây là nó, nó còn bự hơn nữa nó nằm sâu trong quá nó À, xem xanh này này. Đó. Thì vừa rồi em đã giới thiệu với các cô chú anh chị mình à, Là 19 cái mã số 19 cái mã số Của một số dòng đen rô chớp à, Chơi mặt hoa cũng như chơi thân lá nha các cô chú anh chị Thì à, cô chú anh chị mình á à, sưu tầm giống à, Cứ liên hệ em Số điện thoại là 0908 846 804, địa chỉ cửa hàng ở phường 7, thành phố Tân An, Long An. Và xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Xin cảm ơn.